của lực lượng công an thành phố, lực lượng kiểm soát quân sự và các lực lượng khác, bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn khách quốc tế đến trong thành phố, cũng như các cuộc hội nghị quan trọng của nhà nước tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Sư đoàn 317, một trong những sư đoàn chủ lực của quân khu 7, được thành lập trong thời kỳ chiến tranh bảo vệ tổ quốc. Đi trong hạt quân hôm nay là những sĩ quan con em của nhân dân từ mọi miền tổ quốc đã được rèn luyện thử thách và trưởng thành trong khói lửa của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia hồi sinh sau cuộc diệt chủng dã man nhất trong lịch sử loài người. Đây 20 năm, nhiều đồng chí đã có mặt trong đoàn quân chiến thắng tiến vào giải phóng Sài Gòn. Các thế hệ cán bộ chiến sĩ viết lên những trang sử truyền thống của đơn vị đáng tự hào, đã đánh hơn 1.000 trận lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu 5.935 tên địch, bắt sống 1.187 tên, thu 2.347 súng các loại. Sư đoàn 317 được Chủ tịch Tôn Đức Thắng tặng lãng hoa. Năm 1982 được Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất và Nhà nước Việt Nam tặng thưởng huân chương quân công hạng nhất. 37 tập thể cá nhân được tặng huân chương chiến công các hạng. Ngày nay sư đoàn 317 đang làm tốt nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đoàn 4 ra đời ở chiến trường Việt Đông Nam Bộ trong giai đoạn cuối của cuộc chiến tranh chống Mỹ. Thành lập ngày 20 tháng 7 năm 1974, gồm sư đoàn 9, sư đoàn 7 là những đơn vị có bề dày truyền thống vẻ vang và trong xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Lực lượng vũ trang luôn gắn kết với công an, có phương án phòng thủ bảo vệ địa bàn. Từ năm 90, huyện đi vào xây dựng khu vực phòng thủ đa trên địa bàn. Lực lượng võ trang huyện Bình Chánh sinh ra và lớn lên trong hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ sâu trên một huyện Trường Giang của cửa ngõ Tây Nam của thành phố. Với khẩu hiệu một tấc không đi, một ly không rời, lực lượng võ trang huyện Bình Chánh luôn bám trụ đánh địch, giữ vững địa bàn, lập được nhiều chiến công vang dội ghi vào lịch sử như trận Bào Cò, Láng Le, Giường Thơm, giữ vững các vùng căn cứ lõm, tạo bàn đạp cho lực lượng chủ lực cấp trên tiến công đánh vào trung tâm đầu não của địch, góp phần thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng thành phố, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Lực lượng vũ trang huyện Thủ Đức của vùng được nhà nước tuyên dương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, gắn liền với chiến tích của những địa danh nổi tiếng như thành phố Sa Pa, Thanh Dương Phú, cầu Rạch Chiếc. Với sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, chính quyền và sự tin yêu giúp đỡ của nhân dân, lực lượng vũ trang Thủ Đức đã làm được việc Thủ Đức anh hùng, được nhà nước tuyên dương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, gắn liền với chiến tích của những địa danh nổi tiếng như vùng Đông Sáu Xã, Tăng Nhân Phú, cầu Rạch Chiếc. Trên đà tăng trưởng kinh tế của thành phố, Thủ Đức có nhiều thay đổi theo chiều hướng đô thị hóa và tập trung nhiều mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, tạo thuận lợi cho việc luôn nhanh xây dựng địa bàn vững về chính trị, mạnh về kinh tế và quốc phòng. Quận 3 làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trên một cột trung tâm của thành phố. 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng vũ trang quận 3 đã hợp đồng chặt chẽ với đoàn thể, ban ngành, xây dựng lực lượng địa phương vững mạnh toàn diện cả về tự vệ thành phố.